hơn 14 năm kinh nghiệm, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật công nghệ Nam Sơn là đơn vị phân phối máy laser của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Mỹ, Đức, Đài Loan. Những năm qua, Nam Sơn đã đầu tư mạnh mẽ cho việc nghiên cứu chế tạo máy laser công nghiệp tại Việt Nam. Và năm 2012, công ty đã cho ra đời dòng sản phẩm máy cắt laser mang thương hiệu Việt đầu tiên, mang tên Nam Sơn PowerMark. Đây là nhà máy sản xuất máy laser đầu tiên. Thì những cái việc triển khai, những cái quy trình máy móc thì có gặp khó khăn gì không anh? Mình ở đây thì làm theo 5S. Hai nữa là được một cái chuyên gia của nước ngoài Hà Lan. Họ sẽ tư vấn về các cái khâu quy trình sản xuất theo công đoạn nào và họ hướng dẫn. Và được đây cùng ban giám đốc cũng đã được luôn luôn là quan tâm anh em, ví dụ đã bồi dưỡng các cái khóa học nâng cao về kỹ thuật tay nghề cũng như các cái khóa quản lý để nâng cao chuyên môn của cái đội ngũ của công nhân viên của công ty lên để đáp ứng cho cái công việc hiện tại. Qua một năm làm việc ở đây thì thấy mọi người rất là hòa đồng, tạo điều kiện để trao đổi công việc với nhau và giúp đỡ nhau trong công việc. Công ty thì rất là tạo điều kiện cho mình để học hỏi nâng cao trình độ tay nghề của em. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh mà quý vị vừa được xem được chúng tôi thực hiện tại nhà máy sản xuất máy laser đầu tiên tại Việt Nam. Và thưa quý vị, nhà máy sản xuất máy laser này đã vừa nhận được chứng nhận đó là sản phẩm công nghiệp tiêu biểu năm 2017 do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Và hiện nay thì Bích Nga đang ngồi cạnh anh Đặng Ngọc Quý là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật công nghệ Nam Sơn. Vâng, xin được kính chào anh Quý ạ. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn anh Quý đã sắp xếp thời gian để tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và như Bích Nga có giới thiệu ngay từ đầu đó thì Nam Sơn Laser có thể được xem là nhà máy sản xuất máy laser đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Và xin được chúc mừng Nam Sơn Laser đã vừa nhận được danh hiệu đó là sản phẩm công nghiệp tiêu biểu năm 2017. Với tư cách là người điều hành lãnh đạo doanh nghiệp, khi mà lên sân khấu nhận được chứng nhận này, lúc đó anh Quý có những suy nghĩ hoặc là những cảm xúc như thế nào ạ? Từ khi anh bắt đầu tung ra sản phẩm này thì chưa dám nghĩ đến, nhưng mà sau một năm mình làm được nhiều thứ, nhiều việc thì rất là kỳ vọng. Tuy nhiên cũng phải trải qua quá trình khá dài như vậy, hơn 3 năm thì sản phẩm cuối cùng cũng được chứng nhận. Thì cảm giác của anh là rất là tự hào, bởi vì cái sản phẩm là sản phẩm, một sản phẩm Việt Nam. Và là một sản phẩm trong cái ngành nghề mà trước giờ Việt Nam mình chưa có cái thế mạnh. Đó là một trong những cái dấu mốc để anh có thêm niềm tin và để cho đội ngũ của anh cũng có thêm cái niềm tin tiếp tục chọn cái con đường là phát triển những sản phẩm công nghệ mà thương hiệu Việt. Bích Nga được biết là bên cạnh mảng sản xuất, tự mình sản xuất máy laser thì Nam Sơn Laser còn có một cái mảng kinh doanh thứ hai, đó là phân phối máy laser tại thị trường Việt Nam của các thương hiệu nước ngoài. Thì không biết là liệu có cái sự mâu thuẫn nào giữa hai mảng kinh doanh này hay không? Hiện tại thì dòng sản phẩm Nam Sơn phân phối và dòng sản phẩm Nam Sơn sản xuất nó là hai cái phân khúc khác nhau, nó là hai cái nhóm ứng dụng khác nhau. Và chính vì vậy cho nên là để thuyết phục khách hàng thì cũng không khó, bởi vì ngay đầu tiên là việc là đã có thể mình chọn lựa được cái sản phẩm rồi. Và cái thứ hai nữa, trong trường hợp mà những sản phẩm mà nó có một tí xíu sự giao thoa thì mình cũng rất là clear, rất là rõ ràng là cái tùy theo cái nhu cầu khách hàng hay là tùy theo cái mà họ mong muốn, kỳ vọng, họ kỳ vọng vào chất lượng và cái ngân sách đầu tư hợp lý thì đó là con đường của Nam Sơn. Hay là họ kỳ vọng một sản phẩm có thương hiệu tốt mà họ đã dùng qua rồi, thì họ đã muốn cái sản phẩm đó ngay từ đầu thì mình có cái offer thứ hai, cái lựa chọn thứ hai cho họ. Và rất rõ ràng chứ không có là giấu cái này giấu cái kia, mà mình để trên bàn hết cho họ để họ có thể cân nhắc và chọn lựa. Thưa anh Quý, hiện nay một cái cụm từ mà mọi người nhắc đến rất là nhiều mà nó trở thành một trào lưu, đó là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thông qua cách mạng công nghiệp 4.0, người ta có thể tạo ra được những sản phẩm, cái sự kết nối, tự động hóa, giải phóng sức lao động con người. Và đối với một cái lĩnh vực như Nam Sơn hiện nay đang kinh doanh, cái địa hạt hàm lượng chất xám rất là cao, thì không biết là 4.0 có tạo những cái áp lực lên Nam Sơn Laser hay không ạ, thưa anh? Ở Việt Nam thì thực tế mà nói thì cái ngành sản xuất đang ở tầm 2.0 hoặc 3.0 thôi. 3.0 là automation rồi. Thì để làm được automation cũng là một cái câu chuyện cũng phải đòi hỏi nỗ lực và vất vả rồi. Thì cái Nam Sơn đang làm cũng là đang cố gắng từ cỡ 3.0. 4.0 là liên quan tới sự liên kết về sử dụng công hạ tầng viễn thông để liên kết giữa ngay chính thiết bị với nhau. Thì dĩ nhiên với cái trào lưu như thế thì nó luôn đặt ra một áp lực. Tuy nhiên theo anh nghĩ, cái sự đòi hỏi điều đó ở cái nhà sản xuất hiện tại ở trong nước, thứ nhất là chưa đến mức quá cao. Thứ hai, cho dù là có thì nó sẽ có độ trễ.
Cho nên với cách làm hiện tại thì là đang đáp ứng với cái thực trạng hiện tại. Tuy nhiên, cho dù không có cái công nghệ 4.0 hay là cái trào lưu 4.0 thì với cái tiêu chí là luôn luôn đam mê sự cải tiến, nó đã đặt ra áp lực cho chính anh và cái đội ngũ của anh rồi. Vậy thì chiến lược cũng như là kế hoạch của Nam Sơn Laser trong thời gian sắp tới để thích nghi tốt với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như là đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hoặc là những đòi hỏi từ khách hàng của mình ạ? Bản thân bên anh khi mà phải nghĩ đến chuyện những cái ứng dụng hay những cái sản phẩm mà nó đôi khi thị trường còn chưa biết, và bên anh cũng phải đầu tư để làm, đầu tư để thử nghiệm, đầu tư để chuẩn bị. Đầu tư thứ nhất là tìm hiểu, nghiên cứu, tự nghiên cứu. Thứ hai là gửi nhân viên đi dự những cái khóa đào tạo hay những cái hội thảo về khoa học hay là những cái triển lãm quốc tế. Bản thân anh cũng như là đội ngũ của anh sẽ cùng tham dự những cái đó để cùng nhau tìm những cái mới, những cái mà chưa có tại Việt Nam hoặc đã có nhưng chưa tốt, thì tiếp tục để mà làm ra những sản phẩm mà nó đón đầu, nó chờ đợi được cái cơ hội đến. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Đặng Ngọc Quý khởi đầu sự nghiệp với vai trò là nhân viên kỹ thuật ngành ô tô, sau đó chuyển qua làm nhân viên kỹ thuật về máy laser, và anh bắt đầu tham gia kinh doanh máy laser từ năm 2013. Với kiến thức học hỏi được từ các chuyên gia nước ngoài và nhận thấy nhu cầu máy laser ngày càng cao, anh cùng đội ngũ nhân viên Nam Sơn đã phát triển nhiều dòng máy laser mang thương hiệu Việt với giá phù hợp với thị trường nhưng có chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu. Đến nay, đội ngũ Nam Sơn đã phát triển đầy đủ các dòng máy laser như khắc, cắt, hàn và làm sạch. Với phương châm sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của công ty, anh Đặng Ngọc Quý đã đưa thương hiệu Nam Sơn Laser đã trở thành thương hiệu Việt có uy tín, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài tại thị trường Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang được trò chuyện với anh Đặng Ngọc Quý là giám đốc của Nam Sơn Laser. Ở phần tiếp theo của chương trình, hãy cùng tìm hiểu là triết lý cũng như quan niệm trong cả công việc và trong kinh doanh, trong cuộc sống của anh Quý như thế nào quý vị nhé. Không biết là trong cuộc sống thì bản thân anh Quý, anh có một cái châm ngôn, một cái kim chỉ nam nào đó để anh luôn luôn theo đuổi, để anh luôn luôn nỗ lực và phấn đấu vì nó ạ? Anh thích nhất một câu là điều gì mà anh em muốn người khác làm cho mình thì anh em hãy làm cho họ trước. Đó luôn là một cái tâm niệm sống và một cái quan điểm sống. Khi mà luôn luôn trong những, dĩ nhiên không lúc nào khó, một người bình thường lúc nào cũng đặt trong đầu một câu làm kim chỉ nam mà nhớ hết được. Thì ít nhất là trong những hoàn cảnh mà mình phải có sự ra quyết định hay là những cái hoàn cảnh nó nói chung là nó đặc biệt chút, vui quá hay buồn quá hay sao đó, hay một phải cư xử, chọn một hướng, một giải cách cư xử, giải quyết mối quan hệ thì đó lại là một cái cách, một cái câu nói mà rất là hay và gần như là nó đi với anh từ ngày anh còn nhỏ đến bây giờ, không biết sau này có làm được không. Nhiều khi có nhiều cái thứ để mình phải suy nghĩ quá hay là phải chọn lựa quá hay là chọn lựa nó chênh lệch nhiều quá. Nhưng mà dù gì thì một cái định hướng như vậy sẽ giúp cho câu chuyện vô cuộc sống mình nó sẽ đẹp hơn. Vâng, thưa anh Quý ạ, đứng đầu một tổ chức với rất là nhiều mối lo cũng như là công việc kinh doanh bộn bề, thì không biết là trong cuộc sống thì anh có những niềm đam mê gì ạ? Thời gian qua thì anh rất thích cái về xe mô tô và đi, bây giờ người ta hay gọi là đi phượt á. Thì trong những lúc mà stress hay là lâu lâu thì anh em ngồi với nhau và tổ chức những cái buổi đi du lịch bụi. Nó mang tính phóng khoáng và lãng tử tí xíu, thì cái cảm xúc của nó như thời trẻ, thời mình còn sinh viên hay là thời mình mới ra trường mới đi làm, thì đến bây giờ thì nó vẫn không thay đổi. Có gia đình rồi vẫn thế, cảm giác những lúc như vậy mình cảm thấy tự do, mình cảm thấy mình quên đi những cái lo lắng hiện tại và để mình hòa mình với cái vẻ đẹp của đất nước, hòa mình với những cái cuộc chơi, những cái sự chinh phục. Nó giúp cho mình tái tạo lại cái năng lượng sau chuyến đi mệt mỏi, cũng như là nó giúp cho mình lấy thêm năng lượng để mà có những cái hoạt động tốt hơn. Mê mô tô thì mình dành cái thời gian và sự chăm chút như anh nói là cho cô vợ hai của mình á. Còn đối với Phượt thì cũng phải dành rất là nhiều thời gian mình mới có thể đi du lịch thăm thú các cảnh đẹp của Việt Nam. Thì không biết là anh làm như thế nào để anh cân bằng thời gian mà anh đi du lịch xa mà anh vẫn quản trị và vẫn điều hành được công việc tại công ty ạ? Đó là câu hỏi muôn thuở. Thì dĩ nhiên là để làm được điều đó thì anh cũng phải có được sự hỗ trợ và giúp đỡ rất là nhiều. Thứ nhất là từ đồng nghiệp, các bạn trong công ty, các bạn cũng phải nỗ lực để mà cố gắng tự giải quyết công việc mà anh không phải tham gia quá nhiều vào đó. Chủ yếu là mang tính quyết định hay định hướng. Bên cạnh nữa là sự quản lý. Hiện tại thì
mình áp dụng những công nghệ quản lý thông minh hơn để mà anh không phải, đôi khi không cần phải trực tiếp ngồi ở tại văn phòng, nhưng vẫn có thể nắm bắt được công việc. Và dĩ nhiên là sự ủng hộ của người thân, gia đình có thể ủng hộ là điều đó là đam mê của anh phải trải nghiệm, anh phải thực hiện, vì điều đó cũng là một cái niềm vui cho những người thân của mình. Thì việc cân bằng đó phải đến từ nhiều phía, chứ một mình thì mình không thể nào đứng giữa và chọn lựa được. Thưa quý vị, qua chia sẻ của anh Đặng Ngọc Quý trong chương trình ngày hôm nay, bản thân Bích Nga cũng cảm thấy là được truyền cảm hứng rất là nhiều, và hy vọng là những chia sẻ ngày hôm nay thực sự có giá trị với tất cả khán giả đang xem đài. Và xin được chúc cho anh Quý cũng như là đội ngũ nhân sự của mình tại Nam Sơn Laser thật là nhiều sức khỏe và luôn giữ được cái niềm vui và tình yêu trong công việc, trong cuộc sống, để cùng nhau chinh phục những đỉnh cao hơn. Xin được cảm ơn anh ạ.